Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, vậy là chiếc xe Hyundai Accent màu bạc sản xuất năm 2019 mà tôi đăng lên mấy hôm trước thì cũng đã có khách rồi quý bạn nhé. Đã có chủ mới rồi thưa quý vị và các bạn. Một cậu em đến từ Tuyên Quang đã xuống và đặt cọc ngay chiếc xe Hyundai Accent 2019 này đây. Và chúng tôi cũng đã hỗ trợ và lắp đặt cho đồng chí một bộ màn hình Android xịn các bạn nhé. Đấy, đang chuẩn bị lắp bộ màn hình Android để giao ngay cho chủ xe mới đấy ạ. Đấy, cậu chủ xe rất là trẻ, rất là nhanh, mặc áo hồng quần bò đi các bạn này. Từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để mua xe và đặt cọc xong cái là chúng tôi bắt đầu cho lắp thêm một cái màn hình Android xịn sò nhất hiện nay cho cậu em luôn các bạn nhé. Đấy, một cậu em rất là nhanh chóng và quyết đoán đã sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Accent 2019 này ạ. Cảm ơn cậu em rất là nhiều, chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe, thượng lộ bình an. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà còn quan tâm đến những chiếc xe ô tô cũ tại cửa hàng chúng tôi thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608883 các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.